một doanh nghiệp được hình thành từ một cơ sở sản xuất nhỏ trong những năm cuối thập niên 90 và chính thức trở thành công ty cổ phần từ năm 2002 với tên gọi Công ty Cổ phần Cơ điện Tân Hoàn Cầu. Công ty đã từng bước hoàn thiện và trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh quạt công nghiệp, máy bơm nước. Các sản phẩm của Tân Hoàn Cầu như các loại motor, máy bơm nước, quạt công nghiệp, quạt hơi nước và hệ thống phun sương với mẫu mã đa dạng, thiết kế tối ưu, tiết kiệm chi phí được giới thiệu tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016. Đặc biệt, sản phẩm công ty chuẩn bị cho ra thị trường là máy bơm nước công suất lớn phục vụ trong nông nghiệp. Trong thời gian tới, Tân Hoàn Cầu sẽ tiếp tục cải tiến đa dạng hóa các mặt hàng của mình, nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ hậu mãi và vươn lên trở thành doanh nghiệp uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh quạt công nghiệp và máy bơm nước tại Việt Nam. Sản phẩm của Tân Hoàn Cầu đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình ISO 9001-2008, chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn từ năm 2015, cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam và huy chương vàng hội chợ công nghiệp quốc tế.